Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Như em biết là hôm qua chúng ta đã có thêm một cái bản cập nhật mới. Và sau khi cập nhật thì chúng ta cũng đã có thêm rất nhiều sự kiện, cũng như là nhận được thêm rất nhiều phần quà từ EA. Về những cái phần quà chúng ta có thể nhận được thì hôm qua mình cũng đã có một video tổng hợp cho anh em. Anh em nào chưa xem thì cũng có thể tham khảo trên kênh của mình nhé. Tuy nhiên thì sau khi đọc comment của anh em thì vẫn còn chưa hết, chúng ta còn có thể nhận được thêm một phần quà nữa. Và cảm ơn anh em rất nhiều khi mà anh em cũng đã chia sẻ để mình có thể nắm được, cũng như là mình có cơ hội để chia sẻ lại cho những em khác. Vậy thì cái phần quà đấy là gì? Thì đầu tiên thì anh em sẽ vào tiếp tục vào trong cái phần sự kiện mới, là cái phần sự kiện kỷ niệm. Và trong cái phần sự kiện kỷ niệm này thì ngoài những phần quà mình đã chia sẻ thì chúng ta sẽ vào thêm đến cái phần là cái phần chính. Và trong cái phần chính này chúng ta sẽ cùng kéo sang góc bên tay phải này, ở cạnh bên cái phần trao đổi điểm này chúng ta có thêm một quả trứng. Và anh em có thể nhận được quà trong cái hình quả trứng này, chính là quả trứng trong lễ phục sinh, khi mà anh em nhận được con hàng có đổi 95. Ngoài ra nhận được thêm là 200 cái điểm là gem. Thực ra thì con hàng này hiện nay nó không dùng được, không ngon, nhưng mà anh em cũng có thể mang đi lựa chọn thị trường, anh em cũng có thể mang đi đổi đây những cái điểm xu cũng khá là ok. Ok, cái phần này thì mình nghĩ là đa số là anh em cũng biết rồi. Tuy nhiên thì có nhiều cái nó bất ngờ lắm, nhưng hôm qua mình không để ý thì nhờ em chia sẻ mình mới có thể biết được. Và ngoài cái phần quà này ra, chúng ta còn thêm một quả trứng nữa, đấy chính là trong cái cháp phần thưởng này. Trong cái phần này thì tương tự chúng ta sẽ có thêm một quả trứng nữa ở góc này, đấy chính là cái cạnh phần cột mốc khu vực tấn công, chúng ta có thêm một quả trứng nữa. Nói chung là hai cái phần này thì nhiều lúc mình không để ý hết được, và không hiểu tại sao anh em lại có thể phát hiện ra được hai quả trứng này. Nói chung là nhiều người góp ý lại, chúng ta sẽ cùng hoàn thiện được một cái video, cũng như hoàn thiện được cái nội dung về FCY anh em ạ. Ok, con hàng này sẽ là một thẻ của sự kiện Hero. Con hàng này sẽ là cầu thủ Cahill. Thực ra những con hàng 96 này thì anh em có thể mang đi lựa chọn thị trường anh em nhé. Và nhân tiện ở trong cái phần sự kiện kỷ niệm này, mình cũng có thiếu sót một chút, đấy chính là trong cái phần giảm giá chớp nhoáng này. Hôm qua thì sau khi vào cái phần này thì ở cái phần giảm giá chớp nhoáng, mình chỉ xem một cái tab đầu tiên thôi. Cái tab đầu tiên thì toàn là những cái gói liên quan đến cái điểm FC Point, nên là mình cứ nghĩ là trong cái phần là flash sale này đều là những gói của FC Point. Tuy nhiên thì sau khi đổi một hai lần, chúng ta có thể tìm được những cái gói anh em có thể dùng điểm gem để mở nhá. Ví dụ như là cái gói từ 65 đến 74 này, anh em có thể dùng 600 điểm gem để mở. Ngoài ra nếu như mà anh em không tìm được những gói điểm gem, anh em có thể vào trong cái phần làm mới này, chúng ta sẽ dùng không điểm coin, nói chung là không mất gì cả. Một ngày anh em sẽ đổi được tối đa là 3 lần anh em ạ. Ok, và sau khi đổi xong nữa sẽ kiểm tra cái gói từ 65-74 này là dùng 25 cái điểm FC Point này. Cái gói từ 93 đến 102 tiếp tục là dùng điểm FC Point. Và những cái gói này thì nói chung là không quá ngon. Mình sẽ chuyển sang gói thứ 3 xem liệu là có gói cầu thủ nào tầm khoảng 98 hoặc là 103 để có thể thử mở pack nhân phẩm trong video này luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ thử xem cái gói 98 đến 101 này là dùng 6.000 điểm gem. Ok, gói này cũng khá là ok, nhưng mà 6.000 điểm gem thì mình thấy là nó cũng hơi tốn, khi mà anh em hoàn toàn có thể dùng 3.000 điểm gem chúng ta đi mở trong cái phần là phần store. Còn trong cái phần này thì nhiều lúc nó cũng hơi ảo, nó cứ ghi là flash sale để anh em săn đón thôi, chứ còn những cái giá trị trong cái phần này, ví dụ như là cái gói từ 93 đến 102 này, chúng ta dùng 3.500 điểm gem cũng được em ạ. Gói này thử nhân phẩm em nhé, cái gói này mình cũng chưa thử bao giờ. Và trong phần này thì không biết anh em đã mở hay chưa, tại vì là hôm qua thì mình cũng không để ý lắm, mình cứ tưởng là dùng hết điểm FC Point và 3.500 điểm gem thử mở xem liệu có nhận được con hàng nào ok hay không. Đây sẽ là ui team up the season CB, con hàng gì đây, ui Konate anh em ạ, Konate 93, nói chung là không ăn thua. Nhìn cái phần hiệu ứng của sự kiện team up the season tưởng là ngon, nhưng mà nói chung là không ăn thua. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng đã mở thêm cái phần giảm giá chớp nhoáng bên cạnh này. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ có thêm những gói cầu thủ, như là gói cầu thủ 102 thì em sẽ phải dùng là 2.500 cái điểm FC Point để mở. Ngoài ra thì anh em muốn nhận cầu thủ 98, anh em sẽ cần phải tầm khoảng 300 cái điểm FC Point. Nói chung là cái phần này thì cái phần mà anh em nào mà có điều kiện, anh em có thể nạp thêm cái điểm FC Point để mở thôi. Còn nếu không thì mình nghĩ là nó cũng không quá quan trọng, tại vì là trong cái phần này tương tự như việc anh em tiêu FC Point, nhưng mà khi mà anh em tích góp đủ ấy, anh em đủ là 10.000 cái điểm FC Point thì em có thể nhận được thêm là một cầu thủ từ 102 đến 103. Còn ngoài ra thì nó không khác gì so với việc là anh em sử dụng trong phần store cả anh em ạ. Và tiếp theo thì trong phần trưng bày này chúng ta cũng có thêm một cái điểm đáng lưu ý, một cái điểm mà thực ra thì hôm qua cũng có khá là nhiều nội dung nên là mình chưa điểm qua được hết. Ok, chúng ta sẽ thử nhận gói phần thưởng hàng ngày nhé. Cái gói này thì anh em vào thì anh em cố gắng nhận, tại vì là mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được thêm một gói phần thưởng free, chúng ta chỉ việc vào và nhận thôi, cũng không mất gì cả anh em ạ. Ok, gói này sẽ là được những phần thưởng khá linh tinh, 50 cái điểm game này, ngoài ra 10.000 xu trả để làm gì cả.
Ở trong cái phần này chúng ta có một cái phần đáng lưu ý, đấy chính là những cầu thủ thần đồng. Trong danh sách những cầu thủ thần đồng này chúng ta có một cái điều kiện, đấy chính là những cầu thủ này có thể được cộng thêm OVR khi mà dựa vào cái phong độ thực tế của cầu thủ anh em nhé. Ví dụ như là con hàng Yama này có thể được cộng thêm tối đa là 2 OVR khi mà đáp ứng được các điều kiện. Đầu tiên thì khi câu lạc bộ của Yaman, tức là câu lạc bộ AXA mà thắng 2 trong 4 trận đấu tiếp theo, và ngoài ra thì trong những cái trận đấu đấy thì con hàng Yaman này có thể ghi được 2 bàn thắng, hoặc tương tự những cầu thủ ở vị trí phòng ngự như là con hàng Lewis này, nếu như mà giữ sạch lưới ở trong 2 trận trong 4 trận đấu tiếp theo thì cũng có thể được cộng thêm 2 OVR. Do đó thì mắc của những cầu thủ này, ví dụ con hàng Yaman có thể lên tối đa là 103, hoặc là những cầu thủ 100 này có thể lên tối đa là 102, nói chung là cũng khá là ok. Tuy nhiên thì những cầu thủ này thì anh em phải mua trên chợ hoặc là em đi mở pack thôi, còn nếu không thì chúng ta cũng không có cách nào để có thể nhận được những con hàng này cả. Và ngoài ra thì sau khi cập nhật thì chúng ta cũng có thêm khá là nhiều lỗi. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần là đổi tên đi. Cái phần đổi tên thì mình nghĩ là cái phần mà anh em quan tâm nhất, đấy chính là hôm qua sau khi cập nhật chúng ta sẽ vào trong cái phần tên ảo của anh em này. Chúng ta bấm vào cái hình cái bút này và anh em nhập tên. Nhập tên xong anh em sẽ dùng những cái điểm vẽ đổi tên để đổi tên ảo của anh em. Và cái vẽ đổi tên này hôm qua thì anh em có thể vào trong cái phần store nhá. Anh em vào trong phần cửa hàng này, chúng ta sẽ vào trong cái phần trao đổi. Tại phần trao đổi này chúng ta có phần vật phẩm. Hôm qua sau khi cập nhật chúng ta có cái phần vật phẩm vé đổi tên ở đây. Tuy nhiên thì sau đấy EA cũng đã đóng đi, có thể là có một vài lỗi hoặc là EA chưa muốn cung cấp cái tính năng này thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì hôm qua sau khi mình lướt lung tung ở trên Twitter, thực ra thì cái phần này mình không chắc là cái ảnh này mình lấy ở đâu. Tuy nhiên thì sau khi lướt ở trên Twitter thì mình thấy cái ảnh này, mình cũng đã tải lại để có thể là giới thiệu cho anh em. Đầu tiên thì có cái ông EA thì ông này cũng có phản hồi là rất xin lỗi vì cái nhầm lẫn này, thì cái rename token nó sẽ quay trở lại vào ngày 26 tháng 9, tức là ngày mai thì cái rename token này sẽ quay trở lại. Và có một cái thông tin kèm theo nữa, đấy chính là bạn có thể nhận được một cái token free vào ngày 26 tháng 9, tức là cái phần này mình không chắc là có đúng là EA trả lời hay không. Tuy nhiên thì cái ảnh này mình copy được ở trên Twitter, do đó thì hy vọng rằng ngày mai cái token sẽ quay trở lại. Token thì mình nghĩ là sẽ quay trở lại thôi, còn cái thông tin liên quan đến việc là có nhận được free một cái token để đổi tên hay không thì mình hy vọng rằng EA sẽ đền bù cho chúng ta một cái vé free để anh em có thể đổi tên và anh em có thể xóa đi hình ảnh người yêu cũ ở trong tên ảo của anh em nhé. Và ngoài ra có thêm những cái lỗi khác nữa. Đầu tiên thì trong cái phần kỷ niệm này chúng ta có cái lỗi. Thực ra thì tất cả các bản cập nhật của EA khi mà cập nhật xong ấy thì thường xảy ra lỗi khá là nhiều. Ở trong cái phần phần chính này chúng ta có cái điều kiện, đấy chính là khi mà anh em thu gom đủ 5.000 cái điểm token kỷ niệm anh em sẽ nhận được con hàng Agnon. Tuy nhiên thì những cái điểm này khi mà chúng ta đổi ở trong cái phần store ấy, chúng ta exchange những cái phần này chúng ta lại không được cộng vào khi mà anh em đổi trong cái phần cửa hàng này. Chúng ta có cái phần trao đổi, chúng ta có cái phần lễ kỷ niệm, khi mà anh em đổi những cái điểm này sang nó lại không được cộng vào. Do đó thì cái phần này là một lỗi của EA cũng đã xác nhận và cũng đã có rất nhiều người report đến EA rồi, nên là ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là anh em chưa nên đổi đâu. Anh em cứ chờ khi nào nó fix xong những cái tổng hợp điểm này chúng ta mới đổi một thể. Tại vì là bây giờ đổi thì nó khá là phí khi mà chúng ta sẽ không hoàn thành được cái milestone nhận con hàng là Agnon. Và trên thị trường chuyển nhượng chúng ta cũng có rất nhiều lỗi khi mà anh em có thể là lên đây. Ví dụ nhá, bây giờ mình tìm một con hàng GK đi. Tìm một con hàng GK thì sẽ chỉ ra những cầu thủ như là Yasin, những con hàng Ederson. Còn con Buffon cũng là một thẻ mà chúng ta mới có. Hôm qua trong cái phần sự kiện Anniversary chúng ta cũng mới có thêm thẻ của Buffon. Tuy nhiên thì nó lại không ra. Thì anh em có thể tìm theo tên nhé. Thứ nhất vào trong phần bộ lọc này chúng ta sẽ đánh đúng cái tên của con Buffon hoặc thì chúng ta sẽ có thể tìm theo tên của cầu thủ. Còn cái lỗi này thì mình nghĩ là EA sẽ fix thôi. Tuy nhiên thời điểm hiện tại chúng ta có thể tìm cầu thủ yêu thích của mình thông qua tên hoặc thông qua OVR, thông qua vị trí. Đây em thấy là sau khi tìm xong thì ra được con Buffon. Còn cái lỗi này thì những cái lỗi khác liên quan đến việc là milestone của con hàng Agnon này, những cái lỗi liên quan đến cái vé đổi tên hoặc là những cái lỗi liên quan đến tìm cầu thủ, lọc cầu thủ này thì EA sẽ fix trong thời gian tới. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng có thêm một cái chế độ mới, đấy chính là trong cái phần chơi này anh em sẽ vào trong cái phần là trung tâm bóng đá. Tại đây chúng ta lại tiếp tục vào trung tâm bóng đá. Nói thật là cái phần này thì mình không chắc là anh em đã trải nghiệm hay chưa. Thực ra thì cái phần này có một điểm, đấy chính là cái độ khó nó cũng khá là khoai khi mà anh em chọn những cái câu lạc bộ. Ví dụ anh em tham gia trận đấu giữa Bayer với cả là Bayer Munich với cả Bayer Leverkusen, tham gia vào trong cái phần này chúng ta có thêm cái phần là đẳng cấp thế giới. Nói chung là nó cũng
nó cũng khá là khó, nhưng mà nếu như mà anh em nào chơi quen thì em cũng có thể vẫn hoàn thành được thôi, nhưng nó cũng hơi khó một chút. Và có một điểm đặc biệt đó chính là trong cái phần chế độ này, mình thấy là những cái hiệu ứng vào trận đấu này, những cái bảng tin, những cái bảng tỷ số trong trận đấu. Ngoài ra thì chúng ta có thêm những cái phần kết thúc trận đấu, khi mà chúng ta có bảng tổng hợp, có thống kê là tỷ lệ kiểm soát bóng, có thống kê là số lượng đường chuyền, việt vị các thứ. Nói chung là mình thấy là cái phần cập nhật này cũng là một cái phần khá là thú vị và làm cho game của chúng ta cảm thấy là chân thực hơn và nó hay hơn. Và trong cái phần này thì không biết anh em đã trải nghiệm hay chưa, và anh em đánh giá sao về những cái phần cập nhật này thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì từ hôm qua đến hôm nay thì mình cũng đã ra rất nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên thì như thường lệ thì vẫn chưa có cái khoản là mở pack. Thì đầu tiên cho các phần hiệp phụ này mình cũng sẽ nói qua một chút. Hiệp phụ này thì hôm qua cũng có rất nhiều anh em hỏi mình rằng nó có mất điểm hay không và có bị mất đi hay không. Thì trong cái phần hiệp phụ này hôm qua chúng ta cũng đã mở thêm cái gói mới, trong gói cầu thủ từ 95 đến 101. Và cái gói này thì sẽ đóng, ngày mai chúng ta sẽ có cái gói mới theo thể thức mới là chúng ta sẽ mở các vị trí và theo hàng ngày để đổi anh em nhé. Cái điểm này thì anh em vẫn hoàn toàn có thể dùng được, những cái điểm liên quan đến lựa chọn thị trường này chúng ta vẫn có thể dùng được bắt đầu từ ngày mai. Và cái điểm này thì sẽ chính thức bị mất đi và kết thúc vào ngày 24 tháng 10. Do đó thì bây giờ chúng ta còn gần một tháng nữa, anh em vẫn thoải mái, anh em không lo là chúng ta mất những cái điểm này anh em nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong cái phần là cửa hàng đi. Chúng ta sẽ vào trong phần cửa hàng trước để thử mở một cái pack. Đấy chính là pack là 3.000 điểm gem, pack thường lệ thôi. Pack này thì sự kiện nào anh em cũng đều mở. À nhân tiện thì trong cái phần này chúng ta có thêm những cái phần Star Pass mới. Anh em nào có nhu cầu là cái phần Star Pass để có thể nhận được những con hàng chất lượng trong cái chap Star Pass như là con hàng Matuidi thì có thể inbox gà thông qua Zalo để được hỗ trợ em nhé. Và ngoài ra thì anh em nào muốn nạp 10.000 FC Point để có thể nhận được cầu thủ 102-103 free trong cái phần sự kiện là lễ kỷ niệm thì cũng có thể inbox gà nhé. Ok, hết phần quảng cáo rồi, chúng ta sẽ vào trong cái phần mở pack là 3.000 cái điểm gem xem có nhận được con hàng nào ngon hay không. Và trong cái phần này thì hôm qua mình vẫn chưa mở, hy vọng rằng hôm nay mở sẽ nhận được một con hàng chất lượng. Có một điểm hơi buồn cười đấy chính là chúng ta có rất nhiều cầu thủ trong cái phần mở pack này nhưng mà lên chợ không có. Điển hình như là con hàng gì thì tí nữa mình ra mình sẽ chỉ cho anh em sau. Ok, gói cầu thủ này sẽ là gói gì đây? Hiệu ứng khá là hay thực sự. Ui, cờ này cờ Ukraine à? Không phải không? Phải không? Không biết luôn ấy, hơi lạ lạ. Ô, Aubameyang anh em ạ. Ủa, con hàng này cũng được nhưng mà 98 thì bây giờ có để làm gì đâu. Nói chung là không hay lắm. Đây, mình chia sẻ đấy là con hàng David De Gea. Trong cái phần mở pack này anh em có thể mở được nhưng mà không hiểu sao trên chợ chúng ta không có bán. Tương tự là trong cái phần này, trong cái phần trao đổi này chúng ta có cái gói là gói cầu thủ đâu nhỉ? Từ 98 đến 103 này chúng ta có những cầu thủ khác như là con hàng là Bellingham này, con hàng FP này. Hiện nay thì anh em có thể mở pack được, tuy nhiên thì lên chợ chúng ta vẫn chưa có bán. Có thể đến những cầu thủ này sẽ hiện lại vào những tuần sau để em có thể mua cầu thủ. Còn hiện tại thì rất nhiều cầu thủ cũng đã hiện rồi nhưng mà chưa có bán anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ vào trong cái phần trao đổi nhé. Phần trao đổi này thì chúng ta cũng có cái gói là Jamstam này. Tuy nhiên con hàng này thì nhìn qua thì nó cũng Euro 100, nó cũng khá là khủng. Nhưng mà cái này là cái ranh màu xanh dương rồi anh em ạ. Tức là con này cũng đã được ranh up lên 2 lần nên là thực ra thì cũng không quá ngon đâu. Tuy nhiên anh em là fan của MU, anh em muốn cặp những cầu thủ như là Jamstam với cả Vidic hay là với cả Ferdinand thì cũng có thể exchange. Còn mình thì mình cũng đang cân nhắc là chưa biết là có nên đổi hay không. Tiếp theo thì mình sẽ vào trong cái gói từ 95 đến 103 này để thử mở nốt. Ok, hôm qua mình cũng đã quick add rồi. Chúng ta sẽ thử nhân phẩm xem liệu nhân phẩm của gà trong cái phần sự kiện lễ kỷ niệm này, nhân cái phần sự kiện là 1 năm của FC Mobile, xem nó sẽ ra con hàng gì. Mane à? Không phải luôn. Thôi em ạ, đen thế nhở. Ui, hơi đen. Và trong phần mở pack này liệu anh em có mở được con hàng nào ngon và chất lượng hay chưa thì cũng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile. Cụ thể thì chúng ta có một vài lỗi liên quan đến những cái bản cập nhật mới. Và ngoài ra thì cái vé token đổi tên thì ngày mai có thể sẽ quay trở lại. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ nhận được thêm một cái vé đổi tên free để em có thể đổi tên ạc của anh em. Và ngoài ra thì có thêm hai quả trứng trong cái phần sự kiện lễ kỷ niệm để em có thể nhận thưởng cũng như là anh em có thể là nhận được các thẻ cầu thủ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã thử đi mở pack, tuy nhiên thì nhân phẩm của mình cũng khá là đen nên là anh em nào mà mở được con hàng ngon thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment để có thể là chia sẻ may mắn cho anh em khác anh em nhé. Và tất nhiên là sau này mình sẽ thêm các video khác nữa về FC Mobile, do đó thì em đừng quên để lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em, see you soon. Yeah.